Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô và các em chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Cánh Diều bài 46, đó là tiết luyện tập chung. Ở tiết hôm trước thì cô và các em chúng ta đã chữa xong các bài tập từ bài tập số 1 đến bài tập số 4 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 5. Trong thời gian 12 ngày, ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Em yêu biển đảo quê hương đã nhận được 1.308 bài dự thi gửi về từ khắp các vùng miền. Hỏi trung bình mỗi ngày ban tổ chức nhận được bao nhiêu bài dự thi? Như vậy, trong 12 ngày thì nhận được 1.308 bài. Vậy muốn biết trung bình mỗi ngày là nhận được bao nhiêu bài dự thi thì các em sẽ lấy tổng số bài dự thi này. Các em chia đều cho 12 để chúng ta tính ra trung bình. Như thế, chúng ta sẽ có trung bình mỗi ngày ban tổ chức nhận được số bài dự thi là các em sẽ lấy 1.308 các em chia cho 12 bằng 109 bài. Đáp số là bằng 109 bài dự thi. Như vậy là trung bình mỗi ngày ban tổ chức của cuộc thi là vẽ tranh về cái chủ đề Em yêu biển đảo quê hương đã nhận được 109 bài dự thi. Xong được bài tập số 5, bây giờ cô và các em sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 6. Những ai chưa xong bài tập số 5 này, các em có thể dừng lại một chút để tiếp tục làm xong. Cô có bài tập số 6 như sau. Mỗi chuyến tàu ra đảo chở được 45 hành khách. Hỏi có 160 hành khách muốn ra đảo thì cần ít nhất mấy chuyến tàu? Như vậy, muốn biết là chúng ta cần đến mấy chuyến tàu thì các em sẽ lấy số hành khách. Các em chia cho số hành khách trên một chuyến tàu. Các em đặt phép chia ra ngoài giấy nháp thì chúng ta có 160 chia cho 45 được 3 lần. Các em nhân lên lấy 3 nhân với 1 nhân với 45 thì bằng 135. Lấy 160 trừ đi 135 dư 25. Như vậy chúng ta được thương là bằng 3. Thương bằng 3 và số dư bằng 25. Như vậy chúng ta có phép chia này, 160 chia 45 bằng 3 dư 25. Thì cái thương 3 này chính là số tàu mà chúng ta chở đúng không nào? Chúng ta cần dùng để chở. Như vậy chúng ta sẽ cần dùng là 3 tàu nhưng mà có dư ra 25 người. Đấy, nếu mà chúng ta đi 3 chuyến, chở 3 chuyến thì dư vẫn còn dư 25 người. Vậy để chở nốt 25 người còn lại này này thì chúng ta sẽ cần thêm một chuyến tàu nữa. Như vậy chúng ta sẽ lấy 3 kem cộng thêm 1. Như vậy là chúng ta sẽ cần ít nhất là 4 chuyến tàu để chở được. Cô nhắc lại, kem thực hiện phép chia lấy 160 kem chia cho 45 thì được cần dùng đến 3 chuyến và còn dư ra 25 người. Để 25 người này cũng được đi ra và biển đảo chở hết số người mà. Như vậy thì chúng ta sẽ cần thêm một chuyến nữa để chở nốt 25 người này. Như vậy chúng ta cần ít nhất là lấy 3 cộng thêm 1, tức là chúng ta sẽ cần đến 4 chuyến tàu. Chuyển tiếp sang bài tập số 7. Nếu mà nào chưa xong bài tập số 6, các em có thể dùng một chút để các em tiếp tục làm cho xong. Cô có bài tập số 7 như sau. Biết rằng 100 hạt gạo thì nặng 2 gram. Hãy thảo luận và hoàn thành bảng sau. Chúng ta có 100 hạt gạo thì nặng 2 gram. Hỏi 500 hạt gạo nặng bao nhiêu gram? 1.000 hạt gạo nặng bao nhiêu gram? Và 1 triệu hạt gạo nặng bao nhiêu gram? Để làm được thì các em sẽ làm theo cách như sau. Các em xem thử là 500 hạt thì gấp 100 hạt bao nhiêu lần? Khi số hạt gấp bao nhiêu lần thì cân nặng nó sẽ gấp lên bấy nhiêu lần. Như vậy chúng ta có 500 thì nó sẽ gấp 100 này là 5 lần, đúng không? Đấy, 500 này thì nó sẽ gấp 100 là 5 lần. Như vậy cái cân nặng ở bên này nó phải gấp 5 lần cái cân nặng này. Vậy thì ở đây kem sẽ lấy 2 kem nhân 5 lên. Vậy lấy 2 nhân 5 thì cái này sẽ bằng 10 gram. Hoàn toàn tương tự, kem có từ 100 sang 1.000. Từ 100 lên 1.000 tức là gấp lên 10 lần. Đấy, từ 100 này
lên 1.000 là gấp lên 10 lần. Gấp lên 10 thì lần thì cân nặng cũng sẽ gấp lên 10 lần. Như vậy kem lấy 2, kem gấp lên 10 lần. Tức là kem sẽ lấy 2 kem nhân với 10. 2 nhân 10 thì bằng 20. Từ đây sang đây, cô lấy hai cái số này cho dễ. Từ 1.000 lên 1 triệu. Đây. Từ 1.000 lên 1 triệu thì nó sẽ gấp bao nhiêu lần? Nó gấp 1.000 lần đúng không? Từ đây này. Đây, từ đây lên đây thì sẽ gấp 1.000 lần. Vậy thì khi mà số hạt gạo gấp 1.000 lần như thế này thì cái số cân nặng từ đây sang đây nó sẽ cũng sẽ gấp lên 1.000 lần. Vậy kem sẽ lấy 20 kem nhân với 1.000. 20 nhân với 1.000 thì bằng 20.000. Như thế chúng ta có cân nặng của 500 hạt gạo sẽ là 10 gram. Cân nặng của 1.000 hạt gạo là 20 gram. Và cân nặng của 1 triệu hạt gạo là 20.000 gram. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Tính đến năm 2020, Việt Nam có tính đến năm 2022, Việt Nam có khoảng 99 triệu dân. Em hãy tự thử tính xem, nếu mỗi người tiết kiệm một hạt gạo thì sẽ tiết kiệm được khoảng bao nhiêu kg gạo. Như vậy, để làm được câu B này thì cô gợi ý cho các em như sau. Mỗi người tiết kiệm một hạt gạo, vậy 99 triệu dân thì sẽ tiết kiệm được 99 triệu hạt gạo. 99 triệu hạt gạo. Các em sẽ xem thử cái số 99 triệu hạt gạo này gấp cái số 100 này bao nhiêu lần. Gấp bao nhiêu lần thì các em sẽ lấy cái số lần đấy, các em nhân 2 lên. Đấy. Hiểu không? Giống như là ở trên này này, giống như trên này, các em thấy 500 gấp 100 là 5 lần. Như vậy các em sẽ lấy cái cân nặng này 2 này, các em nhân với số lần gấp lên, tức là 2 nhân 5. Thế bây giờ các em sẽ xem 99 triệu hạt gạo gấp 100 hạt gạo bao nhiêu lần. Sau khi biết là gấp bao nhiêu lần rồi thì các em sẽ lấy cái số lần gấp đấy, các em nhân 2 lên thì sẽ ra được là cái số gam gạo tiết kiệm được. Và chúng ta tính ra được số gam gạo tiết kiệm được thì các em sẽ đổi từ gam gạo sang kg bằng cách kim để lấy số gam đấy, các em chia cho 1.000. Với cái gợi ý như vậy thì các em hãy dừng lại làm bài, sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô. Cô chữa bài như sau. Trước tiên cô sẽ có này, ở bài giải, nếu mỗi người tiết kiệm một hạt gạo thì sẽ tiết kiệm được khoảng số kg gạo là. Mỗi người tiết kiệm một hạt gạo, vậy 99 triệu người thì sẽ tiết kiệm được 99 triệu hạt gạo. Cô sẽ lấy 99 triệu hạt gạo này, cô xem thử gấp 100 hạt gạo bao nhiêu lần bằng cách lấy 99 triệu cô chia cho 100. Sau khi biết là gấp bao nhiêu lần rồi thì chúng ta sẽ lấy cái số lần gấp đấy, các em nhân 2 lên. Như vậy chúng ta được kết quả là 1 triệu 980.000 gam. Ở đây có phép nhân và phép chia, nhưng mà các em thấy là phép chia đang ở trước đúng không? Trong một biểu thức có chứa phép nhân chia thì các em thực hiện từ trái sang phải thôi. Các em chia cho 100 thì các em bỏ đi hai chữ số 0 ở phía tận cùng này này. Đấy thì các em bỏ đi hai chữ số 0 tận cùng. Sau đó chúng ta lấy kết quả này, sau khi bỏ hai chữ số 0 các em nhân 2 lên thì chúng ta được 1 triệu 980.000 gam. Đổi từ gam sang kg thì các em chia cho 1.000. Chia cho 1.000 tức là các em bỏ đi ba chữ số 0 ở tận cùng. Như vậy chúng ta đã tiết kiệm được là 1.980 kg. Nếu mỗi người tiết kiệm một hạt gạo thì chúng ta đã tiết kiệm được là 1.980 kg gạo. Trên đây, cô và các em chúng ta đã vừa hoàn thành xong được nốt toàn bộ các bài tập còn lại của bài 46 ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 bộ sách cánh diều. Cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi các bài giảng ở trên kênh Biết Hạnh. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các video học tiếp theo.